từ đầu cái module kia, các bạn có thắc mắc gì không? Có thắc mắc hay là có góp ý gì không? Khoa thắc mắc có ý gì không? Thì chúng ta coi qua một cái bệnh án mà một bạn gửi cho tôi nha. Một bạn gửi tôi cái bản án này là so với những bệnh án đầu tiên thì đây cũng đã có sự cố gắng rất là nhiều với cái bệnh án này. Chúng ta được coi nha. Bệnh nhân tên là Phạm Văn Tê, 100 tuổi. 100 tuổi, ông này thọ đi ha. Nghề nghiệp là đã già, chỉ nhắc lại là nghề nghiệp thì chúng ta nói là đã già thì trước đây bệnh nhân làm nghề gì ha. Coi bệnh nhân có ảnh hưởng gì đến cái bệnh nhân lý hiện tại của bệnh nhân hay không. Lý do vô viện của bệnh nhân là sốt, là cái lý do viện là được ha, chỉ cần một triệu chứng là đủ rồi nha. Bây giờ ta coi một chút xíu, vậy thì bây giờ ta lướt qua chút xíu. Cái lý do vô viện của bệnh nhân là sốt, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong bệnh sử là bệnh nhân đi vệ sinh và té ngã nhà vệ sinh nên người nhà đưa về nhập viện. Như vậy thì nó không có sự thống nhất giữa cái lý do vào viện với lại bệnh sử. Như vậy nguyên tắc là chúng ta mở đâu ta đóng vào đó. Cho nên nếu mà lý do vô viện của nhân là sốt thì cái phần phần trong phần bệnh sử ta phải nói là lý do vô viện của nhân là sốt nhé. Rồi trước nhập viện một tuần, bệnh nhân có triệu chứng là mệt mỏi, chán ăn, đi tiểu nhiều lần trong ngày và lượng nước tiểu nhiều, nước tiểu màu vàng nhạt. Như vậy ở đây cái triệu chứng đầu tiên trong cái phần bệnh sử này cũng là cái triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, tiểu nhiều. Thì mệt mỏi và chán ăn đó là triệu chứng, mệt mỏi là triệu chứng của toàn thân, chán ăn là triệu chứng của bên tiêu hóa. Nó có thể là phản ánh nhiều bệnh lý toàn thân nhưng mà nó không có đặc hiệu. Ở đây có một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là bệnh nhân đi tiểu nhiều. Thì chúng ta thử coi là cái bệnh án này mô tả nhất cái tiểu bệnh nhân như thế nào. Đó là tiểu nhiều lần trong ngày, lượng nước tiểu nhiều và nước tiểu màu vàng nhạt. Lượng nước tiểu nhiều và nước tiểu màu vàng nhạt. Bệnh nhân đi tiểu nhiều lần ở trong ngày. Bệnh nhân đi tiểu nhiều lần trong ngày là khoảng bao nhiêu lần? Khoảng bao nhiêu lần? Rồi lượng nước tiểu nhiều là khoảng bao nhiêu? Cái sự phân bố của nước tiểu này, người ta có đi tiểu là nhiều cả trong ngày lẫn trong đêm hay là người ta chỉ đi tiểu về ban ngày nhiều, ban đêm ít? Các bạn hiểu không? Lấy ví dụ như nếu mà bệnh nhân mà đi tiểu nhiều lần mà cái lượng nước tiểu nhiều á, thì thường thường nó gợi ý chúng ta đến một cái bệnh lý làm tăng cái sự đào thải nước tiểu. Thì trong đó có hai, ngoài cái vấn đề trong đó có hai cái bệnh lý thường gặp nhất, đó là bệnh lý đái tháo đường và bệnh lý đái tháo nhà. Thì hai cái bệnh lý này rơi vào nhóm bệnh lý nội tiết để em chưa học không, mô đun nội tiết là đái tháo đường và đái tháo nhà. Còn nếu mà người ta đi tiểu nhiều trong ngày mà ban đêm người ta không đi tiểu, thì điều đó có thể là do ban ngày người ta uống nhiều nước tiểu, xin lỗi, ban ngày người ta uống nhiều nước, ban ngày người ta uống nhiều nước, cái tật mà cứ nói nhanh quá nó vậy á, ban ngày người ta uống nhiều nước người ta đi tiểu, ha? Rồi xong rồi ban đêm thì nó hết rồi thì người ta không còn đi tiểu nữa, thì nó khác. Rồi nếu mà người ta đi tiểu nhiều, ban ngày người ta đi tiểu ít mà ban đêm người ta đi tiểu nhiều, thì nó gợi ý đến rất nhiều các bệnh lý mà phù toàn thân dẫn đến cái triệu chứng này, ha? Ví dụ như là suy tim có thể có, xơ gan, suy thận, nó có thể dẫn đến cái triệu chứng là ban ngày thì ta tiểu ít và ban đêm ta tiểu nhiều. Rồi cái tùy theo cái lượng nước tiểu nữa, nếu mà cái lượng nước tiểu nhiều thì gợi ý chúng ta những bệnh lý là đái tháo đường, đái tháo nhạt hay là bệnh nhân uống nhiều nước thì ta đi tiểu nhiều. Nếu mà đi tiểu nhiều lần mà mỗi lần nước tiểu ít thì coi chừng đó là cái hội chứng kích thích đường tiểu. Do đó chúng ta ở đây chúng ta nói được cái lượng nước tiểu nhiều mà chúng ta không có hỏi được cái hội chứng kích thích đường tiểu, cho bệnh nhân có tiểu gắt, tiểu buồn, tiểu không hết thì không nhé. Ông này một trong đặc thù của những người bệnh nhân nam lớn tuổi này là nó có bệnh lý u sơ tiền liệt tuyến. U sơ tiền liệt tuyến là một cái tiền liệt tuyến, làm cái tuyến của nam giới nó ôm lấy cái đường tiểu, nó ôm lấy cái niệu đạo. Thành thử là khi mà những người nam lớn tuổi thường thường cái tiền liệt tuyến nó phát triển và có thể đè ép vào cái niệu đạo và bệnh nhân có thể đi tiểu nhiều lần đó, mà mỗi lần nước tiểu nó không nhiều, gọi là kích thích đường tiểu. Và qua cái sự bế tắc đó, nó sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng và gây ra bệnh nhân kích thích đường tiểu nhiều lần. Đó, thật thì là cái chỗ này, nếu mà em chỉ có cung cấp một cái dấu triệu chứng là lượng nước tiểu nhiều, là nước tiểu màu vàng nhạt, thì không có cho biết được là bệnh nhân này rơi vào cái nhóm nào.
nha. Để cô lướt qua coi cái bệnh án này có ghi cái tầng lâm sàng không. À đây có tầng lâm sàng, may quá. Tầng lâm sàng thì tôi coi lướt qua cái đường huyết của bệnh nhân là bao nhiêu. À, không thấy có cái đường huyết này. Đâu? Ở gluco máu đây. Gluco máu là 313. 313 mg đến slit là cao rồi, tăng rồi. Bình thường gluco máu là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Khoảng 7, khoảng 75 80 chứ 115 mg đến slit thôi. Ở đây là 313 rồi ha. Nếu mà chúng ta lấy cái ngưỡng của bệnh nhân là 150 thì trên này cũng là trên gấp đôi rồi. Thành thử ra cái này nó có thể là phù hợp với cái triệu chứng là em thấy cái bệnh sử người ta đi tiểu nhiều nè. Đi tiểu nhiều lần, nó tiểu nhiều, thấy không? Thế em hiểu không? Thành thử ra chúng ta nghe cái phần bệnh sử chúng ta phải đi tìm, chúng ta gợi ý là bệnh nhân này là cái gì. À, thì cái câu đầu tiên có khả năng là bệnh nhân này bị đái tháo đường hay là bệnh nhân bị đái tháo nhà. Nha, đó. Rồi khi mà người ta tiểu như vậy ấy, thì một thì lát nữa cho phần bệnh sử bao giờ chúng ta phải hỏi có dấu hiệu mất nước có hay không có, hiểu không? Bởi người ta đi tiểu nhiều quá thì chắc chắn là vấn đề cân bằng nước điện giải các bạn tính. Rồi cái câu thứ hai, trước nhập viện một giờ bệnh nhân sốt cao không rõ nhiệt độ, tiếp tục đi tiểu nhiều, cảm giác mệt mỏi tăng nhiều, sau đó là triệu chứng khó thở dai dẳng, kể cả cái nghỉ ngơi không có tư thế thuyên giảm. Bệnh nhân khó thở chủ yếu thì thở ra, thở nhanh nông. Bệnh nhân đi vệ sinh bị té ngã. Như vậy đây bệnh nhân có hai cái triệu, có triệu chứng là triệu chứng sốt nè, rồi cái triệu chứng khó thở nè. Thì sốt là bệnh chúng ta phải hỏi coi nếu mà bệnh giả sử cái câu đầu tiên mà nghĩ đến khả năng là bệnh nhân này đái tháo đường, đái tháo nhạt, thì một trong những biến chứng của đái tháo đường là nhiễm trùng, mà những cái cơ quan dễ nhiễm trùng nhất là cơ quan hô hấp. Mà nếu mà chúng ta nghĩ đến cái bệnh án này chẩn đoán là nhiễm trùng đường hô hấp thì chắc chắn là trong cái phần sốt chúng ta phải hỏi bệnh nhân có lặn run không, hiểu không? Cái này là bên thầy Thắng có dạy đúng không? Thầy Thắng có dạy cái triệu chứng sốt lặn run không? Có không? Sự im lặng có gì? Có hay không có thì em phải nói. Không có hả? Thì thường thường á là cái sốt mà do những vi khuẩn thường á thì nó có thể là nó kèm theo sốt, nó kèm theo với lặn run. Và khi người ta lặn run thì đó có nghĩa là khí, có nghĩa là nó điều hòa cái trung tâm thân nhiệt, nó đưa cái thân nhiệt lên trên, nó gọi là reset lại cái nhiệt độ của trung tâm thân nhiệt lên một cái nhiệt độ cao hơn. Và như vậy thì người ta phải run những cái cơ để nó sinh nhiệt, để nó nâng cái nhiệt độ lên đúng với cái nhiệt độ mà cái trung tâm thân nhiệt nó reset lại bộ não. Để em hiểu không? Đó. Thì tùy vào một cái bố thể của nó thì nó có những loại khác nhau. Ví dụ như là cái viêm phổi mà do con phế cầu, thường thường là đã có một cái cơn rét run cầm cập, sau đó bệnh nhân sốt cao. Còn những cái bệnh cảnh của viêm phổi do vi khuẩn thường khác thì bệnh nhân có thể có những cơn sốt rét run hơn, nó xen kẽ với nhau, sốt rét ớn lạnh với nhau. Em hiểu không? Thử ở đây thì em không mô tả đặc điểm sốt của bệnh nhân là sốt có ớn lạnh hay không. Đó. Nếu mà tụi em không biết hỏi, người ta không biết là ớn lạnh hay không á, thì có một cách tụi em hỏi là bệnh nhân lúc sốt như vậy á, là có đắp chăn hay không, hiểu không? Khi người ta ớn lạnh bình thường, người ta cố gắng lấy chăn để đắp lại nha. Thì tụi em hỏi để mình biết là bệnh nhân có cái dấu ớn lạnh nha. Rồi bệnh nhân khó thở, dai dẳng, mới có một giờ mà làm sao mà dai dẳng được em, đúng không? Một giờ trước khi nhập viện bệnh nhân sốt rồi bệnh nhân khó thở mà làm sao khó thở dai dẳng được nha. Khó thở kể cả lúc nghỉ ngơi, kể cả lúc nghỉ ngơi nhưng mà lúc người ta gắng sức người ta có khó thở nhiều hơn hay không? Để em hiểu không? Có thể người ta ngay cả lúc nghỉ ngơi người ta cũng khó thở. Như vậy thì mình hỏi là lúc gắng sức người ta khó thở hơn hay không? Và lúc nghỉ ngơi ấy, người ta có bớt khó thở mặc dù người ta vẫn còn khó thở hay không? Để em hiểu ý nói không? Hai các điểm nữa khác. Ví dụ trẻ em học có bài suy tim, trong suy tim có phân độ suy tim của Liha đúng không? Phân độ Liha thì cái phân độ Liha là người ta là cái mức độ khó thở của nó tăng dần đúng không? Cho đến Liha dạng 4 của nó đó là bệnh nhân khó thở kể cả lúc tăng lên nghỉ ngơi đúng không?
Rồi từ lúc nhập viện bệnh nhân hết sốt, khó thở tăng dần. Bệnh nhân hết sốt nhưng mà người ta cảm thấy khó thở, người ta tăng dần lên hả? Biết cái tác giả của bệnh án này là ai, tôi không biết là có nên kêu không? Tại vì bệnh lâm sàng thì triệu chứng sốt hết, nhưng mà triệu chứng khó thở của nó lại tăng lên. Có tác giả của cái bệnh án này có thể giải đáp được không? Có thể trả lời triệu chứng thôi. Có nghĩa là đúng không? Như vậy thì chúng ta nhớ là, rồi cảm ơn em. Như vậy là chúng ta nhớ là trong cái lúc mà cái một trong cái dấu hiệu mà chẩn đoán cái viêm phổi nặng á, không biết thầy Thắng có nói hay không, đó là dấu hiệu hạ thân nhiệt. Thân nhiệt bệnh nhân bị hạ, bệnh nhân sốt rất là cao hoặc là thân nhiệt bệnh nhân sốt là thấp, thì đó là một trong dấu hiệu tiên lượng nặng. Bây giờ lâm sàng bệnh nhân cái tình trạng khó thở bệnh nhân tăng lên mà sốt thì bệnh nhân lại giảm đi. Như vậy thì nó có rơi vào hai cái vấn đề. Thứ nhất là nếu mà nó liên quan đến cái viêm phổi của bệnh nhân, tức là bệnh nhân bị hạ thân nhiệt, và những người lớn, nhất là những người lớn tuổi như vậy ấy, thì khả năng làm cái viêm phổi nó trở nên nặng hơn. Cái thứ hai, hoặc là cái tình trạng viêm phổi có thể có cải thiện, nhưng cái khó thở để chống lấp thêm một bệnh cảnh khác. Để hiểu không? Một bệnh cảnh khác kèm gây ra tình trạng viêm phổi. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân này lớn tuổi rồi, có khả năng là bệnh lý tim mạch nặng, nam giới, lớn tuổi, đúng không? Ý chứ là bệnh nhân có hai yếu tố nguy cơ của tim mạch rồi, nên có khả năng coi chừng bệnh nhân có suy tim. Nhất là vô lâm sàng mà bệnh nhân tiểu nhiều nữa thì bác sĩ lại đổ dịch vào, hiểu không? Đổ dịch vào không kiểm soát đến người lớn tuổi có thể gây ra quá tải tuần hoàn. Ho khạc đàm. Đó, đây là tác giả cố gắng khai thác cái chất của đàm là bệnh nhân tiếp tục đi tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu không kiểm soát. Đó, bây giờ bệnh nhân có thể có thì đến mức bệnh nhân không rối loạn chi giác, bệnh nhân có thể là không kiểm soát được nước tiểu nữa rồi. Đó là tình trạng bệnh nhân có thể khá là nặng đó. Đau âm mỉ cái vùng hạ sườn phải, đau tăng lên khi ấn và không có tư thế giảm đau. Các khớp ngón cái hai chân bắt đầu sưng. Thì một bây giờ nè, chỗ này bệnh nhân có triệu chứng. Bây giờ một bệnh nhân đang mốt để học bài trong phần nội tiết đó, thì nó có cái phần mà bị đái tháo đường. Một cái đáy tháo đường mà diễn tiến của nó là xảy ra như vậy á, và bệnh nhân xuất hiện là đau vùng hạ sườn phải, nếu mà nó liên quan đến đường huyết đang tăng như vậy á, thì coi chừng bệnh nhân này có thể là mới bắt đầu bước vô những cái biến chứng cấp tính của bệnh nhân đái tháo đường. Tại vì tụi em chưa học cái phần nội tiết cho nên chỗ này tụi em cũng có hiểu lắm. Nhưng bệnh nhân các khớp ngón chân cái bắt đầu sưng, các khớp ngón chân cái bắt đầu sưng, thì một trong những bệnh lý của sưng cái khớp ngón chân cái á, thì đó là bệnh nhân bị bệnh gút. Thì ông này có, bệnh nhân này có nhiều cái yếu tố nguy cơ của khả năng bị bệnh gút lắm. Ví dụ như là tuổi tác có thể làm suy giảm chức năng thận, rồi bệnh nhân bị mất nước có thể làm tăng acid reflux lên, rồi cái rối loạn chuyển hóa ở những người lớn tuổi, tăng acid reflux lên có thể gây rắn bận thực thể ở khớp, gây ra sưng khớp. Thì ở đây thấy rõ ràng là cái khớp ngón chân cái hai bên bắt đầu sưng nóng đỏ, rồi đây là những cái phù mềm cẳng bàn chân chi trên và chi dưới run và rất là yếu, phù cẳng chân hai bên. Cái chỗ này em phải cho dấu chấm với em, bệnh nhân phù cẳng chân hai bên, còn là chi trên và chi dưới bệnh nhân run và yếu thì nó khác nha. Tại vì em để chỗ này thì người ta có thể hiểu nhầm là bệnh nhân bị phù mềm cẳng chân hai bên, phù mềm cẳng bàn chân hai bên, cẳng bàn chân hai bên, rồi phù ở chi trên và phù chi dưới, rồi nó có kèm theo run và yếu. Thì đây người ta sẽ hiểu nhầm với cái này, người ta bị luận cái triệu chứng của nó rất khó. Như vậy rõ ràng cái bệnh sử cho thấy bệnh nhân này khá là phức tạp, em thấy không? Khá phức tạp. Nếu như sau này tại vì tụi em có nhiều cái module đang không học, chứ nếu mà bệnh này, cái mẫu bệnh sử này mà bị luận đó thì cũng dựa vào nhiều cái lắm. Ví dụ như chẩn đoán phù cho bệnh nhân này này, chẩn đoán viêm khớp, ở trong đó bệnh nhân này bị một cái triệu chứng là viêm một khớp, em hiểu không? Bệnh nhân bị viêm một khớp đối xứng nhé. Rồi bệnh nhân này chẩn đoán khó thở, chẩn đoán tiểu nhiều đó, những cái bệnh sử này có thể giúp cho mình hướng tới những cái chẩn đoán như vậy. Về bệnh lý tiền căn này, bệnh nhân đã từng bị sỏi thận và đã tán sỏi. Như vậy ban nãy mình đã nói cái acid uric, về em học bên sinh hóa chưa, cái acid uric của nó là rối loạn chuyển hóa của purine. Thì purine thì một đó là do bệnh nhân đã nhập nhiều quá những cái loại dịch đỏ vào.
như vậy thì cái có thể là nó tăng acid uric trong máu. Cái thứ hai nữa là rối loạn chuyển hóa, không đào thải ra bên ngoài. Thứ ba là suy giảm chức năng thận. Thành thử là trên bệnh nhân đây, bệnh nhân có cái tiền căn bị sỏi thận nè, có trường hợp này có bệnh lý suy thận đi kèm, suy thận đi kèm là yếu tố của nguy cơ tăng acid uric trong máu, và điều đó nó làm thúc đẩy cho bệnh nhân này vô cái đợt cấp, dẫn đến tình trạng là bị hút cấp, bệnh nhân bị sa ruột, bị sa ruột. Thì cái từ này á, thì cũng không bắt bẻ của em, bệnh em chưa học, nhưng mà bên ngoài qua cái từ sa ruột này á, bên khoa học á thì người ta gọi là thoát vị. Thoát vị nhé, chứ mình cái từ sa ruột đó là cái từ dân gian, nhưng mai mốt em học cái từ này là từ thoát vị. Em biết thoát vị là gì không? Biết không? Ở đâu? Ở chỗ nào? Thoát vị ở chỗ nào? Thoát vị bẹn, hay thoát vị bẹn. Ngày xưa tôi đi học thì ông thầy giải phẫu, giáo sư giải phẫu, ông cũng dạy là Chúa tạo ra con người ra là một cái tuyệt tác hoàn chỉnh. Chúa tạo ra con người là một tuyệt tác hoàn chỉnh, chỉ có một chỗ là biết là Chúa làm không hoàn chỉnh, đó là cái lỗ bẹn, cái lỗ bẹn của con người ấy. Đó là cái lỗ đó mà từ từ đó tiền ruột nó chạy xuống dưới. Thì chẳng qua thầy nói cho mình tiến nhớ thôi, chính vì những câu nói như vậy làm cho đến giờ thì khi qua 30 năm rồi mình vẫn nhớ được cái điều thầy dạy. Rồi nếu có tiền căn lao phổi có thủ điều trị, bệnh nhân khỏe, sau đó bệnh nhân khỏe ăn uống tốt, cách đây 2 năm cái tụi em bỏ cái câu này đi được rồi, nhưng khỏe ăn uống tốt được rồi, cách đây 2 năm bệnh nhân khám bắt đầu bị tiểu đường tiếp 2, rõ ràng cái chân cái ban đầu từ cái bệnh sử tôi thấy mình đã bị luận đến khả năng bệnh nhân này bị đái tháo đường. Cái thứ hai tụi em dùng cái từ là đái tháo đường, đừng dùng là từ tiểu đường nhé. Cứ sửa dần dần đi, gọi là đái tháo đường tiếp 2 nhé. Tiếp 2 thì chỗ này cho em ghi số 2, đừng ghi số 2 là mã nhé, bởi vì số 2 là mã cái số tại vì tiếp 1 đó, tiếp 1 thì em ghi số 1, tiếp 2 thì ghi 2 là mã. Chỗ này người ta có thể từ tiếp 11, bởi vì hai cái cây gậy của cái la mã đó, hiểu không? Thành thử ra nó em ghi số 2 nhé. Rồi bây giờ tụi em thấy là mai mốt tụi em học cái phần nội tiết, tụi em thấy các biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Cách đây 2 năm bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 2, và một cái đái tháo đường tiếp 2 xảy ra trên người lớn tuổi thường là nó xảy ra âm ỉ mơ hồ. Ông này 100 tuổi mà 98 tuổi được phát hiện là đái tháo đường tiếp 2 thì có khả năng ông này trước đó bị rất lâu rồi nhé. Thì những cái biến chứng của đái tháo đường nó chia làm 2 nhóm biến chứng lớn. Thứ nhất là biến chứng do liên quan đến đường, biến chứng hạ đường huyết và biến chứng tăng đường huyết. Biến chứng hạ đường huyết và biến chứng tăng đường huyết. Biến chứng hạ đường huyết rất là nguy hiểm, còn biến chứng tăng đường huyết thì đó là gây ra những cái biến chứng là gây ra 2 nhóm biến chứng là biến chứng cấp và biến chứng mạng. Biến chứng cấp của nó là nhiễm cytolysis và nhiễm cytolysis và tăng lưu tập thấu máu, tăng lưu tập thấu máu và nhiễm cytolysis. Cái thứ hai là biến chứng mạng tính. Cái biến chứng mạng tính của đái tháo đường thì là biến chứng não, biến chứng mắt, biến chứng tim, biến chứng thận, biến chứng mạch máu ngoài biên. Nên từ đây đó, trong phần bệnh sử, trong phần tiền căn, mình đã mô tả bệnh nhân này đã có biến chứng mắt rồi. Thì em thấy không? Nếu mà em thấy là cái bệnh sử mình nghi ngờ bệnh nhân này bị đái tháo đường thì một trong những cái mình sẽ hỏi là những cái biến chứng, ví dụ biến chứng về não. Chứng về não, ông này có thoáng mất trí thức, mất chi giác hay không, rồi bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhưng bệnh biến mạch máu ngoài biên có tê bì không, có mất cảm giác hay không, có đánh rơi những cái đồ vật mà mình không ý thức được hay không, biến chứng tim có thể gây những cái cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim đó. Nên cái đó là tụi em chưa học, mai mốt tụi em sẽ học những phần như vậy. Bệnh nhân có tự mua máy đo đường huyết, chắc là của bệnh chắc người nhà mua, chứ 98 tuổi mà tự mua làm chi ha. Đường huyết vào buổi sáng là khoảng 90 mg để sử dụng tương đối, thường tăng cao vào buổi chiều. Thì này tôi thấy là thường là bệnh nhân này đó, cái vấn đề chế độ ăn uống bệnh nhân là không kiểm soát tốt, cho nên đường huyết người ta buổi chiều mới tăng 160 đến 200, trong khi đường huyết đó của người ta rất là tốt, 90 mg. Cái này là mốt để học phần nội tiết cho nó thấy. Bệnh nhân uống thuốc đái tháo đường theo đơn thuốc bác sĩ, vì hết thuốc là không đi tái khám đó, không đi tình hen, không hút thuốc lá, có hút thuốc lào thời gian khoảng hơn 10 năm. Bỏ cách đây bao lâu rồi em phải ghi cách đây là bao lâu nhé, trước khi bị phát hiện bệnh đái tháo đường bệnh nhân sống khỏe
thường ăn uống gì rất ngon. Đó, như vậy thì tóm lại qua việc bệnh sử tiền căn thì mình nghĩ đến cái khả năng là bệnh nhân này bị một cái nền của bệnh nhân bị đái tháo đường. Cái nền bệnh nhân bị đái tháo đường, thứ hai là cái đường huyết gì nó không ổn, nó được biểu hiện ở đây là bằng triệu chứng là tiểu nhiều. Nhưng mà em không khai thác là khát nhiều, có khát nhiều hay không, có sụt cân hay không, em không khai thác những chứng đó. Rồi thứ hai bây giờ nó có cái bệnh nhân có dấu hiệu của một cái sốt thì coi chừng cái nhiễm trùng như bị đái tháo đường. Bây giờ dấu hiệu chỉ điểm cái sốt của nó nằm ở đâu, và thứ hai là thường nó nhiễm trùng ở những cơ quan nào, đó là cơ quan hô hấp, đường tiêu hóa, cơ quan hô hấp và đường tiểu, đó là những cái cơ quan cần phải chú ý nha. Thành thử là nếu mà đường tiểu thì nó thường thường đi kèm với triệu chứng kích thích đường tiểu, còn là đường hô hấp thì rõ ràng bệnh nhân có triệu chứng là ho hoặc là khó thở. Như vậy tình trạng nhập viện bệnh nhân là bằng 105, huyết áp 140/70. Đây khám lâm sàng bệnh nhân này có ra nổ ở phổi nữa ha, ra nổ ở phổi, sau đó bệnh nhân có ra tiếp, tức là khi những cái ngày đầu tiên bệnh nhân khám lâm sàng thì chỉ có nghe được ra nổ thôi, những cái ngày sau bệnh nhân xuất hiện ra tiếp thì cái chỗ này nếu mà tụi em biện luận ở chỗ này á thì nó có thể là gì, một là nếu có ra tiếp này mà nó liên quan đến tràng viêm phổi thì cái chỗ lúc thì lúc này ban đầu nó chỉ nghe chúng ta ra nổ thôi, tức là ra của nhu mô phổi đúng không nào, ra của nhu mô phổi. Bây giờ sau đó bệnh nhân xuất hiện cái tính ra cái quảng, tức là cái tổn thương của cái đường nhân khí. Như vậy nếu mà nó có liên quan viêm phổi thì điều này nó trở thành cái phế quản phế viêm. Để em hiểu không? Phế quản phế viêm có nghĩa là phế quản viêm, nghĩa là viêm phế quản và viêm phổi. Em hiểu không? Tức là một cái tổn thương của cái viêm phổi khá là nặng. Thứ hai là cái bệnh lý này có thể có liên quan, nó có thể xuất hiện những bệnh lý mà không liên quan đến cái nhiễm trùng hô hấp. Em hiểu không? Ví dụ giả sử như cái trường hợp này có thể vô, ví dụ bây giờ em biện luận cái rabies ở cái chỗ này á, thì em biện luận là asthmatic nữa, thì em tìm coi chừng nguyên cái bệnh nhân này có khả năng bị bệnh lý tim mạch đi kèm nữa. Thì ông nam giới nè, lớn tuổi nè, thì cái đái tháo đường, tăng huyết áp, em hiểu không? Có rối loạn lipid máu không không thì mình chưa biết nè, thì các gia đình. Như vậy rõ ràng là nếu mà vô ông này mà đổ nhiều nước vô nữa thì coi chừng là ông này có khả năng là đến thời điểm ngày thứ ba bệnh nhân bị suy tim. Nó xuất hiện, em hiểu không? Bởi vì lâm sàng thì bị hết sốt mà xuất hiện đến làm tiếp trở lại thì coi chừng. Em hiểu ý nói không? Có hiểu không? Rồi, bây giờ tụi em đừng có ghi cái triệu chứng cơ năng là hết sốt sau nhập viện. Bệnh nhân nam 100 tuổi nhập viện vì sốt. Bệnh nhập viện vì sốt, cái triệu chứng cơ năng chính của bệnh nhân này là gì? Tụi em ghi là triệu chứng cơ năng của bệnh nhân vô viện hết là sốt, là tiểu nhiều, là sốt, là khó thở, là ho khạc đàm, khó thở, đó là bốn triệu chứng đó thôi. Hiện tại diễn tiến là bệnh nhân này là hết sốt mà khó thở tăng lên. Em hiểu không? Cái triệu chứng thực thể của bệnh nhân lúc mà vô viện đó, tức là bệnh nhân có cái gì có ra nổ ở phổi đúng không, phải không? Rồi diễn tiến là bệnh nhân có xuất hiện cả những đạo tiết nó ra cái quản nữa đó, em ghi như vậy nhé. Rồi phù chân là và phù chân và viêm sưng đỏ hay viêm của hai khớp ngón chân cái đó. Rồi cái hội chứng suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì nó không có cái tên này em. Thực sự ra những bệnh nhân này người ta có giảm khả năng miễn dịch, nhưng mà người ta không gọi cái danh từ hội chứng suy giảm miễn dịch bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nhé. Mà chị em chỉ nhận định là bệnh nhân đặt vấn đề có khả năng là người đái tháo đường tiếp 2. Em hiểu không? Bởi vì bản thân nó lại gây ra giảm sức đề kháng rồi. Hội chứng đông đặc là đúng rồi. Hội chứng nhiễm trùng hấp là được rồi. Di chứng phẫu thuật xa hội chứng đó. Bây giờ hiện tại giờ em mô tả cái gì để thấy cái di chứng này nè. Của cái bụng đây em đâu có mô tả cái gì đâu mà thấy cái di chứng. Bụng em thậm chí là không u, có cái sẹo mổ cũ thôi. Em hiểu không? Không, chỉ có cái sẹo mổ cũ thì em không cần đề cái di chứng của cái thoát vị lần trước nữa. Hiểu không? Em chỉ cần đề là bệnh nhân này có tiền căn mổ thoát vị thôi. Viêm khớp gút, lâm sàng cũng hướng tới cái gút này.
và viêm tắc tĩnh mạch chi dưới. Viêm tắc tĩnh mạch chi dưới thường thường của mình nó biểu hiện lâm sàng là nhân đau, đau nhất đau khi người ta gọi là hội, người ta gọi là cái hội chứng Reno. Chỉ chứng Reno có nghĩa là đau, đau khi gắng sức, có nghĩa là khi mà người ta đi lại ấy, thì nó đau như chuột rút ở cái vùng bắp chân á, nhưng ta nghỉ ngơi thì nó lại giảm, em hiểu không? Thứ hai nữa là em phải cố gắng em đi, nó có hai cái lại là viêm tắc tĩnh mạch lông và viêm tắc tĩnh mạch sâu. Nếu như em nghĩ đến khả năng là em chẩn đoán là em nghĩ là cái viêm tắc tĩnh mạch chi dưới thì em phải mô tả được là cái vùng tĩnh mạch ở chi dưới bệnh nhân có phồng hay không, có viêm đỏ hay không, nó viêm thêm với đặc tĩnh mạch hay không, sờ nó có đau hay không. Còn nếu mà viêm tắc tĩnh mạch sâu thì thường thường em không nhìn thấy được tĩnh mạch nó nổi, tĩnh mạch nó phồng, nhưng mà khi em bóp cái vùng bắp chân á thì bệnh nhân sẽ rất là đau, em hiểu không? Rồi ở chỗ này em không thấy em mô tả dấu hiệu bệnh nhân có dấu hiệu mất nước. Mặc dù bệnh nhân phù thì có phù nhưng mà người ta vẫn có thể có dấu hiệu mất nước nhé. Ví dụ cái chân người ta phù nhưng mà người ta tìm dấu hiệu mất nước. Trên những bệnh nhân này thì em tìm dấu hiệu mất nước ở đâu? Ở đâu? Béo da, bệnh nhân già 100 tuổi em béo ai mà chẳng nhăn. Bệnh nhân già 100 tuổi tụi em béo bệnh nhân nào chẳng nhăn. Ở đâu? Ở nú. Nú. Có ai làm dấu béo da nú bao giờ cả? Hả? Ở đâu? Không nghe gì cả. Ở trước xương ức. Không, trước xương ức cũng khó lắm. Bởi vì da chỗ này sẽ kéo nhanh hết rồi. Ở đâu? Sờ hố nách. Một cái dấu hiệu em coi là phải sờ hố nách. Hả? Sờ hố nách. Chứ còn từ từ là cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu nó bộc lộ, những cái nó bộc lộ ở bên ngoài nó bị ảnh hưởng, một là do tuổi tác làm giảm cái sức, làm giảm cái khả năng đàn hồi của mô dưới da, như vậy thì tụi em làm dấu cái da có thể biến tướng giả. Cái thứ hai nó tùy thuộc vào gì, ví dụ giả sử em thấy là môi bị khô nhưng mà coi chừng là những bệnh nhân này khó thở, thở nhanh đấy, người ta há miệng nó thở thì môi người ta cũng có thể khô được, nhưng mà cái cách đi tìm dấu hiệu nách á, nách đi còn ẩm không, đó là cái dấu hiệu quan trọng. Rồi chúng ta coi bệnh nhân, coi cái chỗ này bản biện luận nhé. Bệnh nhân nhập viện thì chứng sốt cao, bản thiện ở trên là có 39 mà xuống đây có 39 được 5 rồi, bệnh nhân sốt cao thôi mà không thấy bao nhiêu độ mà trên này là 39.5, có không? À 39.5. Sốt đột ngột trên cơ địa bệnh nhân già, thể trạng suy kiệt, suy giảm miễn dịch, đái tháo đường type 2. Tại sao em đưa vào được vào hội chứng rồi mà em không dựa vào hội chứng mà em dựa vào triệu chứng? Em có cái hội chứng nhiễm trùng hốc dưới, đúng không? Trong phần đặt vấn đề em nói được cái hội chứng nhiễm trùng hốc dưới. Rồi bệnh nhân này bị đái tháo đường, từ hai cái đó em có thể quy kết được khả năng là cái viêm phổi, do viêm phổi cho mình đái tháo đường được rồi. Thế sao chỗ này em phải dựa vào chứng viêm sốt để biện luận? Em hiểu không? Em gom được vào hội chứng, nó có một cái điểm lợi là cái hội chứng là tập hợp của một số triệu chứng đi kèm với nhau mà thường nó do một số bệnh thường gặp gây ra. Em hiểu không? Em có hội chứng là em được rất là lợi cho đó. Còn nếu mà em biện luận cái triệu chứng thì nó rất là rộng, rất là nhiều triệu chứng. Hiểu không? Ở đây em có hội chứng rồi nên dựa vào hội chứng nhé. Ở đây người ta cũng nghi ngờ, là bạn cũng nghi ngờ cái dấu hiệu của một cái suy tim cấp nữa. Nhưng mà trong cái suy tim cấp này tại sao em không yêu cầu một cái X-quang lồng ngực? Hả? Ở trên tụi em yêu cầu X-quang là em chẩn đoán là em hướng tới cái viêm phổi. Em hiểu không? Trong khi ở dưới này X-quang trên là X-quang em chẩn đoán cái viêm phổi. Còn trong khi X-quang ở dưới là X-quang của phù phổi. Tụi em hiểu ý không? Tụi em hiểu ý nói chỗ này không? Ví dụ như cái ca này tụi em chẩn đoán là
một cái viêm phổi, ha, viêm phổi mắc phải cộng đồng này, đúng không? Thì bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 này, hiểu không? Rồi bệnh nhân này có thể đi kèm với cái nhà gút này, ha, rồi có cái suy tim, ha, suy tim cấp, ví dụ như em chẩn đoán suy tim cấp chỗ này, hay là phục hồi cấp gì đó, nha. Thì bây giờ thứ nhất là em dự báo, thứ nhất là cái này là cái viêm phổi. Cái viêm phổi này thì là định nghĩa của viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng nhu mô phổi, đúng không? Nhiễm trùng của nhu mô phổi nha. Thì bây giờ để thứ nhất là đối với nhiễm trùng nhu mô phổi thì em định x quang để tìm gì? Tìm thâm nhiễm, đúng không? X quang tìm thâm nhiễm ha. Rồi thứ hai là bởi vì nó là cái là nhiễm trùng nhu mô phổi ha, thì lúc này buộc lòng phải làm cái nghiệm đàm, để em làm soi và em cấy và em khám xương đồ để em tìm cái tắc nhân gây bệnh, đúng không? Phải không? Rồi cái viêm phổi này, bởi vì nó là một cái viêm phổi là một cơ quan rất là nặng, nhiễm trùng của một cơ quan rất là nặng, do đó em làm qua cái huyết đồ này em tìm coi cái bạch cầu nó có tăng hay không. Nha, công thức bạch cầu chuyển trái không, nó ủng hộ cho cái nhiễm trùng cấp, em hiểu không? Đây là cái xét nghiệm để chẩn đoán viêm phổi. Còn nếu mà cái viêm phổi này á thì nó nặng á thì là gì nữa em, nếu mà nó nặng nữa thì em coi chừng là bệnh nhân có thể siêu hấp, nó tổn thương cái phổi quá nặng, thì em sẽ yêu cầu là cái xét nghiệm khi máu động mạch để em coi bệnh nhân có siêu hấp hay không. Nha, mà một khi máu động mạch bao giờ phải yêu đồ đi kèm, em hiểu không? Cái một bao nhiêu yêu đồ. Rồi bây giờ tụi em coi cái viêm phổi này nè, cái viêm phổi này nó có thể là một cái viêm, nó có thể là vi từ vi khuẩn từ phổi nó có thể vào trong máu, thì em làm xét nghiệm máu để em tìm, em gọi là cấy máu. Em cấy máu một cái trường hợp viêm phổi nặng bao giờ cũng phải làm cấy máu, một cái viêm phổi nặng bao giờ cũng phải làm cấy máu, em hiểu không? Rồi đây là cái nhiễm trùng, đây là cái nhiễm trùng của cơ quan hô hấp. Thì em dự trù là gì? Em dự trù là bệnh nhân này em sẽ phải đánh kháng sinh, ha, em phải đánh kháng sinh. Thì cái kháng sinh này nó chuyển hóa qua gan con thận, thì lúc đó em phải làm chức năng gan, đúng không? Ha, em phải làm chức năng thận để em lại đánh kháng sinh, em hiểu ý nó không? Rồi bây giờ sĩ bệnh nhân này đái tháo đường tiếp 2, em muốn chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 em phải làm đường huyết, đúng không? Em làm HbA1c rồi mai mốt em học cái này, em hiểu không? Bây giờ cái bệnh nhân này vô cái bệnh cảnh của nó là cái bệnh cảnh này, cái đường huyết nó tăng rất là rõ ràng, bệnh nhân là nó có loại cái biến chứng, nhưng bởi vì em chưa học nên chưa nói đến cái biến chứng đó, không nói đến biến chứng đó, em hiểu không? Mình ở đây không nói ở đây gút thì một lần em phải được lượng acid uric máu, ha. Mà cái gút này á thì một bao giờ em cũng phải coi cái gút liên quan đến suy giảm chức năng thận hay không, thì lúc này phải làm xét nghiệm là chức năng thận, nghe. Rồi cái suy tim cấp này giúp em tìm x quang để em coi là cái bóng tim có to không, nếu bóng tim to thì thất nào to, thất phản to, thất trái to. Thứ hai em coi cái nặng phù phổi không, ha, em coi cái nặng phù phổi hay không, nghe. Rồi cái suy tim này em làm gì nữa, em làm cái ơ sơ rê để em coi có rối loạn gì không, ha. Rồi em coi có nhồi máu cơ tim hay không, em coi lớn thất hay không, em hiểu không? Thất nào lớn, em hiểu không? Rồi em làm cái này nữa, em làm cái siêu âm tim để em coi các cái buồng tim, kích thước của các buồng tim, và em đánh giá sự co bóp của thất trái, em phân xuất trong máu của thất trái, EF của thất trái, em hiểu không? Rồi cái chỗ này nếu mà em nghi ngờ chỗ này là nó liên cái nhồi máu suy tim mà nó thể liên quan nhồi máu cơ tim, thì lúc này em được lượng men tim ví dụ troponin, CKB, v.v. Thì em hiểu ý nói không? Hiểu không? Đó. Thì tụi em cái chẩn đoán của tụi em như thế nào thì tụi em đi theo, bởi vì cái bệnh tụi em đã học rồi, những cái bệnh tụi em đã học lý thuyết rồi, thì từ cái chẩn đoán em cứ thế mà đi ra, em hiểu không? Ví dụ trên cái bệnh nhân này ngoài ra nó còn những xét nghiệm gì nữa, những xét nghiệm đặc thù cho bệnh nhân này lớn tuổi rồi, thì em đi coi chừng là bệnh nhân này có cái u xơ tiền tuyến hay không, em hiểu không? Như nếu mà giả sử những cái bệnh lý này nó không phải em không có làm xét nghiệm chức năng, em không có cái đường huyết này. Bây giờ sự bệnh nhân này không có đường, không có dấu hiệu gì trên cái bệnh sử hay tiền căn, không có liên quan gì, là không có dấu hiệu đái tháo đường đây, em hiểu không? Giả sử
Em hiểu không? Giả sử thì lúc này em vẫn loạn xét nghiệm đường huyết, lý do tại sao? Bởi vì cái đường huyết ở chỗ này là em đi tìm cái rối loạn chuyển hóa ở những người trên 40 tuổi. Lúc này không phải ở chỗ này là bởi vì trên lâm sàng có triệu chứng nên là xét nghiệm để chẩn đoán. Em hiểu không? Bởi vì lâm sàng bệnh nhân không có, nhưng mà những bệnh nhân trên 40 tuổi thì em làm xét nghiệm ở tầm soát. Ý nghĩa nó khác nhau. Rồi tụi em hiểu ý không? Hiểu không? Cho nên á, ví dụ như giả sử như cái chỗ này thì em làm cái xét nghiệm X-quang đi. X-quang ở đây cho em mang rất là nhiều ý nghĩa. X-quang trong viêm phổi là chẩn đoán xác định có viêm phổi hay không. Còn đây em chẩn đoán suy tim cấp thì X-quang này có hình ảnh bóng tim to hơn, có hiện tượng phù phổi hay không. Tụi em hiểu ý nói không? Hiểu không? Không hiểu hả? Đó, cái bệnh án này là hướng dẫn tụi em đi như vậy đó, bởi vì có nhiều cái tụi em chưa được học. Cho nên chứ nếu mà không riêng một cái đái tháo đường tiếp 2 của nó đã rất là hay rồi. Được chưa? Có ai thắc mắc gì bệnh án này không? Có ai thắc mắc gì ở bệnh án này không? Làm được không? Mai mốt để em biện luận cho nó được không? Biết cách biện luận không? Thường thường bệnh chính một cái chẩn đoán của em gồm có các yếu tố là bệnh chính, nguyên nhân, giai đoạn, biến chứng và có bệnh lý đi kèm. Em hiểu không? Đúng ra nó biến chứng nó gồm 5 cái nè, bệnh chẩn đoán bệnh chính, yếu tố thúc đẩy, chẩn đoán giai đoạn, yếu tố nguy cơ, chẩn đoán bệnh đi kèm, biến chứng và bệnh đi kèm. Bây giờ đây giả sử như là em, nếu như cái ca này em giấu hết các cái triệu chứng này đi thì em chỉ nói là viêm phổi mắc phải cộng đồng đúng không? Viêm phổi mắc phải cộng đồng thì một cái viêm phổi mắc phải cộng đồng này thì cái giả sử như cái ca này nó không yếu tố, em không thấy yếu tố thúc đẩy, yếu tố nguy cơ gì thôi. Còn nếu mà giả sử cái viêm phổi mắc phải cộng đồng này mà nó có yếu tố nguy cơ nữa, ví dụ giả sử như là trên bệnh nhân bị nhiễm HIV, đó là yếu tố suy giảm miễn dịch phải, yếu tố thúc đẩy đúng không? Rồi bây giờ cái biến chứng là bệnh nhân bị suy hô hấp. Em hiểu không? Ví dụ em chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng nặng, bởi vì lý do tại sao cái nặng là sao em suy hô hấp. Em hiểu không? Trên bệnh nhân có biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân HIV. Em hiểu ý nói không? Rồi bây giờ nếu giả sử em chẩn đoán cái đái tháo đường tiếp 2, em chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 thì đây là bệnh chính. Nguyên nhân đái tháo đường tiếp 2 thường thường là vô căn không hiểu, không có. Chẩn đoán giai đoạn, giai đoạn là biến chứng. Tại chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2 có biến chứng. Biến chứng của nó là biến chứng hiến cytonasit. Em hiểu không? Hay là biến chứng tăng lo tụt thấu máu. Cứ giả sử những suy tim cấp này, thực sự nó suy tim cấp này nó không phải là đúng lắm. Một cái suy tim cấp này em phải chẩn đoán, ví dụ giả sử là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh tim thiếu máu cục bộ ha. Và suy tim cấp ha. Hay suy tim cấp trên bệnh nhân có suy bệnh tim thiếu cục bộ hay là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Em hiểu không? Thì để biết bằng cái suy tim, nếu mà một cái suy tim nó do có bệnh lý, một cái suy tim phù phổi mà nó do bệnh lý mạch vành với một cái suy tim phù phổi thì tăng huyết áp, em biết là hai cái khác nhau. Suy tim trái, cái suy tim của bệnh nhân này do tăng huyết áp,
cái tin nhắn ngắn áp. Tăng huyết áp có nghĩa là tăng cái kháng lực của động mạch máu, của cái hệ thống động mạch hệ thống này, của mạch máu động mạch hệ thống này, hiểu không? Cái kháng lực mạch máu này gia tăng lên, nhưng mà cái kháng lực này tăng lên nó làm cho tim khẽ bóp ra không được, em hiểu không? Mà bóp ra không được thì nó ứ lại cái tuần hoàn phổi này, ha, làm cho bệnh nhân bị phù phổi, bị suy tim, hiểu không? Thì bây giờ trong cái điều trị đó thì em làm giãn mạch nó ra, hiểu không? Cắt bỏ những yếu tố tăng này đi thì tự động là tim đi nó bóp ra được, em hiểu không? Thì bệnh nhân suy tim. Nhưng mà nếu mà suy tim do bệnh cơ tim thuốc bổ nhồi máu cơ tim chẳng hạn, hiểu không? Cái tim nó bị bóp, cái tim nó bị nhồi máu, em hiểu không? Nó bóp không được, em hiểu không? Nếu mà em kháng, em làm giãn cái vùng này ra thì nó tổn thương khác, em hiểu không? Bởi vì chỗ này nó bóp đâu có được đâu, hiểu không? Cơ tim nó nhão bóp đâu được. Như vậy thì em phải làm giảm cái, em làm để giảm cái lượng máu lên cái phổi ra đi, hiểu không? Để mà giảm cái tiền tải, để nó giảm tổn ở đây, em hiểu không? Chứ nếu mà ở đây mà em nếu ở đây mà nó cái này nó bóp ra không được thì chắc chắn huyết áp nó không tăng. Huyết áp nó sẽ bằng gì? Nó bằng cardiac output nhân với lại peripheral response, đúng không? Hiểu không? Cardiac output nó bằng stroke volume nhân với lại heart rate, tần số tim, đúng không? Nhân với peripheral tăng, cái này cái sinh lý học mà, cái tim mạch cũng có vậy mà, đúng không? Bây giờ thì nếu mà huyết áp tăng lên thì trong tình huống này em làm giảm cho tăng huyết áp, em giảm giảm tất cả mọi biên thì tự động huyết áp nó xuống và tim nó pop là được, em hiểu không? Còn bây giờ nếu như em do cái stroke volume này mà cái cơ bóp này bóp không được, em hiểu không? Mà em lại làm giảm cái peripheral tăng nữa thì nó tổn huyết áp luôn, huyết áp tổn luôn, em hiểu không? Thì trong tình huống đó em phải làm giảm tiền tải, em đánh lợi tiểu và giãn mạch để cho cái lượng máu lên tim phổi nó giảm, em hiểu không? Thì lúc đó thì nó làm lên phổi nó giảm thì từ đây nó đổ vào đây ít đi, hiểu không? Và đây nó bóp hiệu quả hơn, em hiểu không? Thành thử ra cái chẩn đoán cái suy tim cấp của em là do suy tim do cái gì thì em điều trị mới được, em hiểu không? Hoặc giả như là cái bệnh lý là bệnh lý màng ngoài tim, nếu họ có bệnh lý màng ngoài tim không, có không? Ví dụ viêm màng ngoài tim có thắt thì chảy dịch màng ngoài tim đi, thì lúc này đi trong chảy dịch màng tim, cái màng ngoài tim chỗ này nó bị chảy dịch, chỗ này nó bóp tim lại nó cho nở ra, em hiểu không? Chỉ bóp tim lại cho nở ra thì lúc này em làm giãn tiền tải cũng không được, giãn tiền tải thì máu ở đây nó về không được này, hiểu không? Tim nó không cho về tim, nó không cho về tim thì lấy gì mà đổ qua thất trái, em hiểu không? Đổ qua thất trái nó không được thì chắc chắn nó bóp ra ngoài là bóp rỗng rồi, không ra được cái gì cả, em hiểu không? Mà cái tình huống này em làm giảm tiền tải nữa thì nó tụt rối huyết áp luôn, cái gì nữa, em hiểu không? Mà cái tình huống này em giảm hồ tải được không? Giảm hồ tải cũng không được nữa, bởi vì giảm nó hồ tải thì cái lượng máu về đây không được. Bây giờ nó còn chống chế được là bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó còn đổ về đây thì không khả chí nó còn qua đây được một chút, nó còn đẩy lên đây được một chút, em hiểu không? Thì trong cái tình huống này buộc lòng á thì lúc mà người ta chưa chọc được á, người ta phải đổ dịch vào, người ta phải truyền dịch cho bệnh nhân, hiểu không? Để tăng cái tiền tải lên để nó đổ vào đây, cố gắng nó đổ về thất bại và từ đây đi qua đây một cái trái để tiêu cái áp cho bệnh nhân, em hiểu không? Và chủ yếu là cái gì? Là ta chọc để lấy dịch nó ra, giải phóng được cái hai vùng thất ra thì nó tốt, em hiểu không? Thành thử ra em trong cái chẩn đoán của em phải có bệnh nguyên nhân của nó là cái gì, ha? Ví dụ giờ viêm màng ngoài tim, giờ sự chặt dịch màng ngoài tim do lao chẳng hạn, thì sau khi em giải quyết cái này là điều trị thuốc kháng lao, em hiểu không? Bệnh chứng, nguyên nhân, giai đoạn, biến chứng và bệnh lý đi kèm. Thế, ví dụ giả sử em chẩn đoán là đợt kích phát của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đợt kích phát của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, yếu tố thúc đẩy đó là bộ nhiễm phổi, rồi chẩn đoán giai đoạn của nó là chẩn đoán biến chứng của nó là suy hấp tiếp 2, rồi chẩn đoán giai đoạn của nó là COPD dạng 4, bệnh đi kèm của nó là tăng huyết áp và tiêu cầu cục bộ. Em hiểu không? Bởi vì cái bệnh sử thì em thấy là trong cái bệnh án của em á, ví dụ như thứ nhất là phần hành chánh, thứ hai là phần là lý do vào viện, đúng không? Phải không? Lý do vào viện nó có một cái dòng duy nhất này, một dòng duy nhất em ghi có một chữ, hai chữ, vài chữ ở đây à, hiểu không? Rồi bệnh ba là bệnh sử của em rất là dài, bốn là tiền căn, năm á có thể được có cơ quan hay là khám thực thể gì đấy. Nhưng mà đến cái phần chẩn đoán của tụi em á, cái chẩn đoán của tụi em á nó chỉ có một vài dòng mà, nó không có nhiều, nhưng mà đứng riêng một la mã, em hiểu không? Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái chỗ chuyển tiếp mà cái quyết định những cái vấn đề về sau của em, quyết định em sẽ làm cận lâm sàng gì và quyết định em sẽ điều trị thế nào thì đó là một phần chẩn đoán.
nếu nếu em chẩn đoán mà em chẩn đoán không em chẩn đoán không đầy đủ thì chắc chắn em điều trị không đầy đủ. Mà nếu em điều chẩn đoán không đầy đủ mà em điều trị đầy đủ thì em sẽ bị bắt. Bắt cái chỗ ví dụ giả sử như em bệnh nhân bảo hiểm đi, với bảo hiểm đi, em không có chẩn đoán là đáy đường tuyếp 2. Bệnh nhân em không chẩn đoán đáy đường tuyếp 2 ha. Mà em chẩn đoán là viêm phổi và cộng đồng bệnh gút suy tuyến cấp. Mà em điều trị insulin cho bệnh nhân này thì bảo hiểm hỏi là chẩn đoán là không có, anh không có quyền cho thuốc điều trị. Em hiểu không? Không cho quyền cho thuốc điều trị. Mà nếu không muốn cho quyền cho thuốc điều trị thì một lần là gì? Trên bệnh nhân này nó không nói đến bệnh nhân sống hay chết mà nó ăn bỏ tiền ra trả. Em hiểu không? Nếu em không có chẩn đoán là cái suy tuyến cấp mà em điều trị lợi tiểu cho bệnh nhân này, người ta cũng hỏi tại sao không chỉ được điều trị lợi tiểu cho bệnh nhân này. Bệnh nhân này đang đấy, bệnh nhân này bị viêm phổi và đang đái tháo đường tuyếp 2, bệnh nhân đang mất nước rất là nhiều mà tại sao điều trị lợi tiểu? Hiểu không? Thành thử ra một cái chẩn đoán của em nó sẽ quyết định cho em là gì, là những cận lâm sàng nào em sẽ làm, nó quyết định cho em những yếu tố nào để em nghĩ khả năng tiên lượng và em quyết định là thuốc nào phải dùng và dùng như thế nào. Ví dụ giả sử như em chẩn đoán là COPD, COPD giai đoạn 3, COPD giai đoạn 3 nó sẽ khác với lại cái đợt kịch phát của COPD bội nhiễm phổi, bội nhiễm phổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này là em điều trị, đây là một bệnh lý mạng tính, em điều trị mạng, điều trị từ từ. Cái chỗ này cái chiến lược của em trên bệnh nhân này là em điều trị từ từ, hiểu không? Còn cái chỗ này á, cái chiến lược của em á, là điều trị cấp, đánh nhanh, đánh nó thật nhanh để dập đầu cái bộ nhiễm phổi này nè, để chữa yếu tố nguy cơ. Có hiểu không? Nói về cho em hiểu không? Hiểu không? Tới ví dụ như lấy một cái ví dụ khác để chắc em hiểu hơn. Ví dụ như để chẩn đoán một cái bệnh nhân, thứ nhất là chẩn đoán là bệnh nhân này hen giai đoạn 3, hen giai đoạn 3. Em hiểu không? Với một cái chẩn đoán khác là với bệnh nhân khác chẩn đoán là cơn hen trung bình, hen trung bình trên nền bệnh nhân của đó là hen giai đoạn 3. Hai cái điều trị khác nhau. Ở cái chỗ này em chẩn đoán bệnh nhân này hen, đây cũng là bệnh nhân hen, tức là đặc điểm hen bệnh nhân có. Nhưng em chẩn đoán giai đoạn 3 tức là bệnh nhân đây là hen mãn tính. Em hiểu không? Hen mãn tính. Thì cái chiến lược của điều trị của em là gì? Là em sẽ đưa cái từ giai đoạn 3 này sẽ trở về giai đoạn 1 làm điều trị thành công. Em hiểu không? Và cái chiến thuật của tụi em sẽ dùng là gì? Là từ từ gỡ các triệu chứng, giảm các triệu chứng bằng các thuốc để mà giảm các triệu chứng nó xuống. Em hiểu không? Còn trong khi bệnh nhân vô cơn hen thì cái chiến lược của em là gì? Là đọc thật nhanh để cắt cái cơn này ra. Em hiểu không? Tất cả thuốc em điều động thật nhanh để cắt cái cơn ra để xóa cái cơn đi. Em hiểu không? Khi em xóa cái cơn đi rồi thì nó còn lại là hen. Em hiểu không? Thì lúc này cái chiến thì lúc đó sẽ phải đánh từ từ để gỡ triệu chứng ra. Hiểu không? Thành thử ra cái chẩn đoán làm sao sẽ quyết định chiến lược và chiến thuật của mình trong quá trình điều trị. Nha. Nói đây hiểu không? Nói chiến lược chiến thuật nghe hiểu không? Thành thử ra một cái nhà điều trị cũng giống như là một cái nhà cầm quân. Hay nói cầm quân thì nó nặng nề quá đi. Một nhà điều trị đem chẩn đoán nó phải có cách chẩn đoán, khám nó phải hỏi bệnh phải có cách hỏi bệnh sử, khám phải có cách khám, chẩn đoán phải có cách biện luận chẩn đoán, về điều trị phải có cách điều trị. Lấy ví dụ như giả sử như là một cái gen kén cúc, khi gen thế sao đây? Gì? Gen hả? Cái này giống nữ quá. Gen hả? Cứ kể đó, mày cái gen này đi, không biết gen nào cũng được, ông cũng chẳng bàn thưởng với hòa bình thế giới đâu. Gen kén cúc. Thế bây giờ ông gen này ông cúc, cái gì nghề nghiệp của ông là cúc? Nghề nghiệp của ông là cúc, đúng không ạ? Ông nấu. Thì bây giờ cái vấn đề là sao? Nếu như các bạn muốn trở thành một cái nhà đầu bếp, các bạn mà ra ngoài nhà sách, các bạn thấy 100 cuốn sách về đầu bếp, các bạn đọc được 100 cuốn sách này, các bạn chưa chắc đã trở thành một nhà đầu bếp. Hiểu không? Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề cái chỗ này nó khó. Cái chỗ nào là giả sử như là cái nồi cúng cái nồi căn đó, cúng cái nồi căn này, khi nào thì các bạn cho mắm? Cái nếu mà cái nồi căn này các bạn có cho nước mắm không? Hay là các bạn cho muối?
hiểu không? Lúc nào thì các bạn cho hạt tiêu, lúc nào các bạn cho bột ngọt, hiểu không? Lúc nào các bạn cho me, hiểu không? Nếu mà các bạn cho, nếu mà cái đồ canh mà các bạn đặt đồ canh lên là nước lạnh mà các bạn bỏ bột ngọt vô, bỏ mắm, bỏ muối, bỏ bột ngọt vô cùng một lúc, các bạn đun thì cái bột ngọt nó hư và chuyển hóa thành chất độc, hiểu không? Có nghĩa là các bạn cũng bỏ bột ngọt, thì các bạn nấu xong nêm nếm xong bất chờ các bạn tắt bếp rồi các bạn để cho nó nguội bớt chút xíu các bạn mới bỏ bột ngọt thì đó mới là ấy, hiểu không? Thì trong điều trị cũng vậy, các bạn cho thuốc khi nào các bạn phải đặt cấp tính, các bạn phải dập thuốc cho bệnh nhân và khi nào các bạn dùng thuốc từ từ, các bạn hiểu không? Thì nếu mà các bạn về nhà điều trị được, các bạn phải biết cái chiến thuật lúc nào đánh nhanh, đánh dập đầu, lúc nào mình đánh từ từ và chiến thuật là đánh du kích, hiểu không? Đánh du kích từ từ gỡ ra là khác, hiểu không? Thành thử ra nếu các bạn làm được như vậy thì các bạn có thể cúc được. Nếu các bạn cúc được thì các bạn có thể trở thành nhà điều trị giỏi được, hiểu không? Nếu các bạn biết lúc nào các bạn dùng thuốc này, lúc nào dùng thuốc kia thì các bạn về nhà các bạn vẫn có thể cúc được. Nhưng mà gen cúc được, nhưng mà gen không điều trị được, hiểu không? Ôi, không biết tôi nói như vậy các bạn có hiểu hết ý tôi không? Thì thực sự ra tôi cũng không biết sao, bởi vì các bạn nó còn nhỏ quá. Thứ hai là các bạn học cũng không có được đầy đủ, chưa có biết đầy đủ nhiều thứ đó. Thành thử là nói, nhưng mà thôi cứ việc nói thì chẳng hạn nói các bạn để đấy mai mốt các bạn ứng dụng, mà hơn là không nói. Bạn không? Có cần giải lao không? Hả? Rồi giải lao 5 phút đi. Thank you.